Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp ông Tsuno Motonori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam vùng Kansai, dân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những đóng góp của ông Tsuno Motonori trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam Nhật Bản cũng như giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản. Bí thư Thành ủy mong muốn ông tesuno motonori trên cương vị của mình tiếp tục trao đổi hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa đà nẵng với các địa phương của nhật bản đồng thời giới thiệu để các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào đà nẵng cũng như phát triển các chương trình hợp tác hiệu quả về đào tạo nguồn nhân lực y tế công nghệ thông tin hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất công nghệ cao phát triển hạ tầng giao thông nhất là dự án cả liên chiểu ông tesuno motonori ấn tượng về sự phát triển không ngừng của đà nẵng với hạ tầng hiện đại và là điểm cuối tuyến hành lang kinh tế đông tây đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai bên nhất là hiệu quả trong thực hiện các dự án oda các chương trình hợp tác về y tế thương mại bản thân ông sẽ tiếp tục làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp nhật bản đến đà nẵng và phát triển mối quan hệ giữa đà nẵng với các địa phương cũng như mối quan hệ hữu nghị nhật bản việt nam sẽ ngày càng phát triển góp phần vào sự phát triển của hai nước